Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây ở Việt Nam thì số lượng trẻ em tự kỷ đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, khoa học thế giới vẫn chưa thống nhất được các nguyên nhân gây ra bệnh tự kỷ ở trẻ em, và vì vậy việc điều trị cho trẻ em bị mắc bệnh tự kỷ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn ạ. Phải khẳng định rằng trong những năm gần đây thì việc những cái kỹ thuật để điều trị cho trẻ tự kỷ đã có nhiều chuyển biến về cả phương pháp. Tuy nhiên thì có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này. Chính vì vậy cho nên là hành trình để trẻ tự kỷ hòa nhập vào cộng đồng là một việc không hề dễ. Phóng sự sau đây sẽ được thực hiện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phản ánh vấn đề này. Đây là những tiết mục văn nghệ do các em nhỏ mắc chứng tự kỷ ở cơ sở mầm non Hội nhập Phước An, thành phố Vũng Tàu biểu diễn. Để có được những tiết mục văn nghệ này, cả giáo viên, phụ huynh và học sinh cơ sở mầm non Hội nhập Phước An đã phải kiên trì tập luyện nhiều tháng nay. Nhìn giây phút hiếm hoi con mình hòa nhập với các bạn, anh Hộ không khỏi vui mừng. Để vô vào cái trường học á, từ lớp mẫu giáo là mình xin rất là nhiều trường, nhưng mà vào khoảng cỡ 1 đến 2 ngày là coi như là trường không nhận được, tại vì cháu rất là khác thường. Đến bây giờ cháu cũng vẫn còn khó khăn lắm, thỉnh thoảng là cháu thích thì học thì còn thích thì không, nhiều lúc là vào lớp chứ 5-10 phút rồi chạy ra ở ngoài đi phá phách rồi ấy. Cho nên cô là suốt ngày là cứ mời phụ huynh lên suốt thôi. Mặc dù bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ không còn xa lạ ở Việt Nam, thế nhưng hiện nay có rất ít trường học nhận các trẻ mắc bệnh. Để các trẻ mắc bệnh học cùng với các trẻ em bình thường lại càng khó khăn. Bất kỳ cháu nào cũng có một cái tật, chẳng hạn như tăng động giảm chú ý. Có những cháu rất là thông minh nhưng mà khi đến cái trường phổ thông thì là cháu không thể như là một đứa trẻ bình thường. Thì cái khó khăn trong cái việc chăm sóc và nuôi dạy của cháu cũng rất là khó. Các giáo viên thì phải làm việc vất vả hơn, mật độ trẻ trên trẻ phải dày hơn. Đơn cử một giáo viên chỉ có thể làm việc với từ 2 đến 3 trẻ thôi, không thể nhiều hơn. Và nhà trường thì cũng phải về cái diện tích mà nuôi để mà trên một lớp thì một lớp cũng thể có thể chỉ nhận được 6 đến 8 em chứ không như các trường mầm non bình thường khác. Thiếu cơ sở nhận dạy trẻ tự kỷ, vì thế mà sau khi hết độ tuổi mầm non, những trẻ tự kỷ dạng nặng, phụ huynh buộc phải để con em ở nhà tự trông coi. Còn với trẻ tự kỷ dạng nhẹ, đa phần phụ huynh xin cho các em vào các trường dành cho học sinh bình thường. Nhưng đã có không ít trường hợp các em bị từ chối, hoặc vào học một thời gian không hòa nhập được với học sinh bình thường, đành phải nghỉ học. Trẻ tự kỷ là phải một cô giáo chăm sóc một trẻ, hoặc là cùng lắm là một cô giáo là chăm sóc hai trẻ. Và nó cần có cái chương trình giáo dục riêng cho nó. Nó không thể nào mà nó theo hết tất cả các chương trình của đứa trẻ bình thường. Tại vì cái khó của nó là nó quan hệ xã hội kém và nó giao tiếp kém. Nó không có đủ ngôn ngữ để nó học. Giai đoạn vàng để phục hồi hiệu quả các chức năng ở trẻ tự kỷ là từ 0 đến 3 tuổi. Nếu phát hiện và can thiệp sớm, 30% trẻ tự kỷ có cơ hội khỏi hoàn toàn, 70% có thể phát triển. Thế nhưng sự hiểu biết về chứng tự kỷ của nhiều bậc phụ huynh còn hạn chế. Sự kỳ thị của cộng đồng đang khiến hành trình hòa nhập của trẻ tự kỷ trở nên gian nan tại nhiều địa phương.